Kế toán Việt Hưng xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chương trình tìm hiểu về luật của Kế toán Việt Hưng. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video về thông tư, nghị định và quy định được cập nhật mới nhất hiện nay. Thông tư số 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ. Ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về những quy định nổi bật đáng được chú ý trong thông tư này. Chứng thực là tâm điểm đáng chú ý. 1. Bổ sung thêm 3 cách ghi số chứng thực mới. Tại điều 4, cách ghi số chứng thực. Khoản 1. Số chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 20 Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ là: số chứng thực được ghi theo từng loại giấy tờ được chứng thực, không lấy số chứng thực theo lượt người yêu cầu chứng thực. Ví dụ, ông A yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính 3 loại giấy tờ, bao gồm chứng minh nhân dân mang tên ông Nguyễn Văn A, chứng minh nhân dân mang tên bà Nguyễn Thị B và sổ hộ khẩu của hộ gia đình ông Nguyễn Văn A. Khi lấy số chứng thực bản sao chứng minh nhân dân mang tên ông Nguyễn Văn A được ghi một số, bản sao chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị B được ghi một số và bản sao sổ hộ khẩu của hộ gia đình ông Nguyễn Văn A được ghi một số. Như vậy, cơ quan thực hiện chứng thực sẽ lấy 3 số chứng thực khác nhau cho 3 loại giấy tờ. Khoản 2. Số chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch là số chứng thực được ghi theo từng loại giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký, không lấy số chứng thực theo lượt người yêu cầu chứng thực. Ví dụ 1. Ông Trần Văn Hát yêu cầu chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân và giấy ủy quyền nhượng lương hưu thì phải ghi thành 2 số chứng thực khác nhau. Một số đối với chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân và một số đối với chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền nhượng lương hưu. Ví dụ 2. Bà Lê Thị B yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu chữ ký người dịch đã đăng ký với phòng tư pháp đối với 3 loại giấy tờ: bản dịch hộ chiếu, bản dịch thư mời hội nghị và bản dịch hợp đồng. Mỗi loại bản dịch phải ghi một số chứng thực. Trong trường hợp này, phòng tư pháp sẽ lấy 3 số chứng thực không được ghi gộp 3 việc thành một số chứng thực cho một người. Khoản 3. Số chứng thực hợp đồng được ghi theo từng việc, không lấy số theo lượt người yêu cầu hoặc theo số bản hợp đồng. Ví dụ, ông Nguyễn Văn Hát và bà Nguyễn Thị Mờ yêu cầu chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chứng thực hợp đồng cho thuê cửa hàng. Trong trường hợp này, phải lấy một số chứng thực cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số chứng thực cho hợp đồng thuê cửa hàng. 2. Hủy bỏ giá trị pháp lý với văn bản đã chứng thực trái quy định. Tại điều 7, giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật. Khoản 1. Các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định tại Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ và thông tư này thì không có giá trị pháp lý. Khoản 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực quy định tại khoản 1 điều này đối với giấy tờ, văn bản do phòng tư pháp chứng thực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực quy định tại khoản 1 điều này đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực. Sau khi ban hành quyết định hủy bỏ giấy tờ, văn bản chứng thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Khoản 3. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản, chứng thực quy định tại khoản 1 điều này đối với giấy tờ văn bản do cơ quan mình chứng thực và đăng tải thông tin về giấy tờ văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Khoản 4. Việc ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý và đăng tải thông tin thực hiện ngay sau khi phát hiện giấy tờ văn bản đó được chứng thực không đúng quy định pháp luật. 3. Chứng thực bản sao phải đầy đủ số trang y bản chính. Tại điều 10, bản sao từ bản chính. Bản sao từ bản chính để chứng thực phải gồm đầy đủ các trang có thông tin của bản chính. Ví dụ, chứng thực bản sao từ bản chính sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa, các trang của sổ đã ghi thông tin và các thành viên có tên trong sổ. Chứng thực hộ chiếu thì phải chụp cả trang bìa và toàn bộ các trang của hộ chiếu có ghi thông tin. 4. Đâu là trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền đúng luật? Tại điều 14, chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 4 điều 24 Nghị định 23 năm 2015 của Chính phủ. Khoản 1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm D khoản 4 điều 24 Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Khoản 2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều này, việc chứng thực chữ ký giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ giấy tờ trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền. B. Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp. C. Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa. D. Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Khoản 3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng giao dịch. 5. Không ghi bất kỳ nhận xét gì về tờ khai lý lịch cá nhân khi chứng thực chữ ký. Tại điều 15, chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân. Khoản 1. Các quy định về chứng thực chữ ký tại mục 3 Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì về tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành. Khoản 2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực. 6. Thời gian giải quyết yêu cầu chứng thực. Tại điều 2, giải quyết yêu cầu chứng thực. Khoản 1. Đối với những việc chứng thực tiếp nhận sau 15 giờ mà cơ quan thực hiện chứng thực không thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày hoặc phải kéo dài thời gian giải quyết theo quy định tại điều 21, 33 và 37 Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian, ngày, giờ trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. Khoản 2. Khi tiếp nhận giải quyết yêu cầu chứng thực, người tiếp nhận hồ sơ và người thực hiện chứng thực không được đặt thêm thủ tục, không được gây phiền hà, yêu cầu nộp thêm giấy tờ trái quy định của Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ và thông tư này. Những chia sẻ về điểm chính trong thông tư 01 vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Kế toán Việt Hưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.